Hoa là thứ không thể thiếu vào mỗi dịp Tết bởi ngoài việc trang trí làm đẹp, nó còn tượng trưng cho sự may mắn và thành công. Hoa nở càng đẹp, càng thơm thì sinh khí tài lộc càng tràn đầy. Với ý nghĩa đó thì năm nay sư đoàn 330 quân khu 9 đã tích cực ươm trồng nhiều giống hoa mới nhằm tạo cảnh quan đơn vị thêm rực rỡ, giúp bộ đội đón Tết vui tươi phấn khởi trong ngôi nhà thứ hai. Đón Tết Nguyên đán 2024, sư đoàn 330 đã ươm trồng hơn 10.000 cây hoa giống, bao gồm các loại cúc, màu gà, hướng dương. Trong đó nhiều loài hoa lần đầu được trồng thử nghiệm tại đơn vị như cúc kim cương, cúc Đài Loan, hoa băng xê. Trồng qua là giai đoạn là cái con là giai đoạn chăm sóc khó khăn nhất. Chúng tôi sẽ sử dụng là lưới để che. Nó lưới che thì có hai tác dụng, một là nó sẽ giảm đi ánh nắng trực tiếp của mặt trời đối với cây. Còn tác dụng thứ hai là nếu như mà mưa lớn quá thì cây nó đỡ bị ngã. Đối với mùa này thì sâu bệnh rất là nhiều, nên chúng tôi sẽ tổ chức bắt sâu vào ban đêm. Còn nếu như là thấy sâu bệnh nhiều quá thì chúng tôi sẽ sử dụng tới thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm cho cây phát triển khỏe và ra hoa được đẹp. Với người dân Nam Bộ, hoa mai là biểu tượng của ngày Tết. Nhưng không phải lúc nào hoa cũng nở đúng dịp Tết, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết và quá trình chăm sóc. Nhưng điều này không gây khó khăn đối với những nghệ nhân trồng hoa mặc áo lính. Thậm chí, bộ đội sư đoàn 330 còn biết cách xử lý cho hoa nở trước, trong và sau Tết để không khí xuân được kéo dài. Chúng ta sẽ tưới phân ure để cho kích thích cái quá trình phát triển lá của mai không có phát triển nụ. Hoặc là chúng ta có thể là tưới nước vào buổi chiều mát để giảm nhiệt độ và làm cho cái nụ hoa nó phát triển chậm nở. Nếu chúng ta muốn hoa mai nở sớm thì chúng ta nên tưới vào 13 tháng 12 âm lịch. Còn nếu đúng dịp Tết Nguyên đán thì chúng ta nên tưới vào khoảng 15 đến 16 tháng 12 âm lịch. Việc ươm trồng các loại hoa đón Tết được sư đoàn 330 làm từ nhiều năm nay. Vì thế, cán bộ chiến sĩ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ khâu chọn giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc. Việc này cũng giúp đơn vị tiết kiệm được kinh phí, tạo niềm vui, sự trải nghiệm mới cho bộ đội, nhất là với những chiến sĩ trẻ. Với sự đa dạng về chủng loại, sự chăm sóc cẩn thận của cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn, thì hứa hẹn trong một mùa Tết Nguyên đán 2024 tới đây, các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn sẽ rực rỡ, sắc hoa, mang một khí thế rộn ràng, vui tươi cho cán bộ chiến sĩ thêm tin yêu, gắn bó với đơn vị. Dưới bàn tay chăm sóc của bộ đội, những mầm cây đang từng ngày sinh sôi nảy nở để mang lại cho đời những hương sắc ngạt ngào. Đó cũng là mầm của sự sống, là niềm tin vào tương lai tốt đẹp mà cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330 quân khu 9 hướng đến trong những ngày đầu năm mới.